Trong hai ngày 11 và 12 tháng 9, chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến Bạc Liêu và Sóc Trăng trao tặng thư viện xanh cho trường Trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi và trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Thủ nhằm khích lệ tinh thần học tập cho các em học sinh đồng bằng sông Cửu Long nhân dịp đầu năm học mới. Tại Bạc Liêu, sau thời gian khảo sát nhu cầu của địa phương, báo Sài Gòn Giải Phóng quyết định đầu tư cải tạo, trang bị thư viện cho trường Trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi, đóng trên địa bàn ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, để qua đó kịp thời đáp ứng nhu cầu trang bị thư viện, làm mới khu vực đọc sách của nhà trường, góp phần động viên tinh thần thầy trò cũng như lan tỏa văn hóa đọc tích cực cho các em học sinh. Ngay khi tiếp nhận thư viện từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trường Trung học phổ thông Ninh Thạnh Lợi đã xây dựng nhà tiền chế nối liền với thư viện hiện hữu với diện tích khoảng 40m², trang trí tạo không gian xanh, thông thoáng, giúp không gian đọc của thư viện được mở rộng. Qua đó, thư viện trở nên cuốn hút hơn, giúp học sinh tăng cường đến thư viện. Hiện nhà trường cũng hướng đến việc tăng cường lượng sách tham khảo, các ấn phẩm, tạo nguồn xây dựng văn hóa đọc phong phú cho các em, giúp nâng cao hiệu quả học tập. Còn tại Sóc Trăng, báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã trao tặng thư viện cho trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, đóng trên địa bàn thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung. Theo đó, thư viện của trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố đã được cải tạo nâng cấp, cụ thể lắp đặt 6 bộ máy vi tính để bàn, 6 bộ bàn ghế máy tính, 6 kệ sách, thêm hàng trăm đầu sách các loại để phục vụ nhu cầu học tập, trau dồi kiến thức cho học sinh. Các hạng mục được đầu tư mang lại ý nghĩa thiết thực trong công tác dạy và học của nhà trường, đặc biệt là giúp các em học sinh phát triển văn hóa đọc, thêm cơ hội được sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ để cập nhật, tìm tòi, khai thác tài liệu học tập. Tại đây, báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã gửi tặng 20 suất học bổng với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố. Năm 2023, chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường của báo Sài Gòn Giải Phóng được triển khai với mong muốn chia sẻ hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, qua đó khích lệ động viên tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập. Chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường nhận được sự đồng hành đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC FF Credit. Theo đó, kinh phí đầu tư cho mỗi thư viện xanh là 150 triệu đồng.